Vâng, chào các bác nhé. Ở buổi trưa hôm nay thì em vừa khui được 5 con âm ly hàng bãi của Nhật về ha. Đấy, gồm có một con âm ly Pioneer SA8800 hay là mã các bác này. Đây, và hai con Victor S5 và cuối cùng là hai con Technic V7 ha. Đấy, cả 5 con này thì tình trạng là đẹp như mới luôn các bác ạ. Đẹp xuất sắc luôn ha. Và tất cả là zin nguyên bản. Đây, em đã test hoạt động hoàn hảo rồi. Các bác mua về là chỉ việc xài thôi ha. Rồi, và em sẽ quay từng model chi tiết cho các bác cùng xem đây. Đầu tiên là con âm ly Pioneer SA8800 hai la mã ha. Đây các bác cùng xem này. Đây, Pioneer SA8800 hai la mã đây. Đây, con này thì các bác có thể thấy rồi, nó đẹp như mới luôn các bác ạ. Xuất sắc luôn ha. Đây các bác cùng xem mặt phay nhôm sáng bóng này các bác này. Đây, em bao đẹp cho các bác ha. Rồi, và em sẽ nói sơ qua dòng này thì rất là nổi tiếng rồi các bác ạ. Đây, các bác săn lùng dòng này cực kỳ nhiều ha. Nói chung là rất là nổi tiếng ở cái thị trường Việt Nam mình. Đây, rồi, và em sẽ giới thiệu sơ qua con âm ly. Đây, dòng này thì các bác đã được A+B này, bát chép. Đây, bát thì cũng có giải tầng của bát này các bác này. Đây, bát nó có hai nút ha. Và chép cũng vậy, giải tầng của chép đây. Đây, chép cao, chép thấp ha. Đây, chép có hai nút và bát có hai nút này. Và dưới này cũng có một cái chức năng giải tầng nữa này. Low 2 các bác này. Đây, bát chép ha. Đây, rất là nhiều giải tầng bát chép cho các bác chơi luôn. Và đây là ba lăng đây. Low net này các bác này. Đây, low net cho các bác chơi giải trầm ha. Đây, tiếng bát đánh rất là uy lực các bác. Đây là volume đây. Và đây là những đường vô ha. Đây, con này các bác chơi bolero thì khỏi phải bàn luôn các bác. Tiếng cực kỳ hay ha. Và các bác ghép được những đôi loa Nhật bát 30. Đây, các dòng loa Nhật ha. Bát 30 này các bác đánh vô là vô tư luôn. Rồi, và em sẽ mở bên trong. À, các bác cùng xem nắp lưng này. Này còn cực kỳ đẹp ha. Hàng bãi về như vậy rất là mới được các bác ạ. Chỉ có vết bẩn ở đây thôi, đen đen chỗ này thôi. Này, hàng bãi Nhật về như vậy là tuyệt vời luôn các bác ạ. Rồi, sẽ mở bên trong cho các bác cùng xem nội thất đây. Đấy, nắp lưng này các bác này. Rồi, bên trong thì tất cả là zin nguyên bản ha. Và rất là mới, các bác cùng xem này. Đấy, nguyên bản luôn. Vỉ mặt đây các bác ha. Đây, con này nó chạy tới 4 tụ này các bác này. 4 tụ lọc này. Và hai nguồn này các bác. Đấy, chạy hai nguồn luôn ha. Và con này nó chạy tổng cộng là 8 sò than. Sò than nách. Đây các bác cùng xem đây. Bên đây là 4 con này các bác này. Đấy, hai con xanh ha, hai con đen này. Đấy, bên đây 4 con và bên đây nữa này các bác này. Bên đây có 4 con nữa ha. Đây, tổng cộng là 8 sò than nách. 4 con đen và 4 con xanh ha. Rồi, và đây là phía sau đây. Đây, phía sau thì cũng đẹp tuyệt vời các bác này. Đây, nói chung là con âm ly này thì không có điểm chê ha. Rồi, những đường vô đây. Đây, có rề ao cho các bác làm rề này, hoặc là làm men này ha. Rồi, và đây là cái thông số này các bác này. Đây, Pioneer SA 8800 hai la mã này. Điện 100V ha. Điện nội địa Nhật này. Và công suất là 150W này. Đây, và trở kháng của nó đây. 4-16 ohm. A cộng B là 8-16 ohm. Đây, hai cầu loa AB đây. Rồi, Pioneer SA 8800 hai la mã thì rất là nổi tiếng rồi các bác ạ. Đây, đi vào huyền thoại rồi ha. Về cái dòng âm ly giá bình dân mà chơi rất là hay. Rồi, em cũng xin báo giá với các bác luôn. Con này thì em đang bán là 5.400.000 bao ship ha. 5.400.000 đồng là em bao ship toàn quốc này các bác này. Đây, một mức giá rất là tốt ha, ở cái thời điểm hiện tại này. Đây, 5.400.000 em bao ship. Rồi, và tiếp theo là hai con âm ly Victor. Đây, dòng này cũng là giá rẻ mà chơi hay này các bác này. Đây, các bác cùng xem thương hiệu Victor này. Và model của nó là GS5 ha. Đây, GS5. Đây, hai con giống nhau này các bác. Và cùng đẹp như mới ha. Xuất sắc luôn các bác này. Mặt mũi là sáng bóng ha. Đấy, con này nó có một cái điểm hay là nó có 5 cái cần chỉnh này. Như là một con Aqua Laser ha. Bass này, mid bass này, mid này, mid chép và chép đây ha. Đấy, chỉnh rất là chuyên nghiệp các bác ạ. Y như là một con lọc vậy. Đấy, trên dưới đều có ha. Rồi, dòng này thì các bác đánh được cầu A hoặc là cầu B thôi. Không đánh được A cộng B ha. Đấy, bass mid chép đây. Ba lăng đây các bác này. Và có low net cho các bác chơi. Đấy, riêng dải bass của con này thì cực kỳ là sâu này các bác này. Tại vì nó một phần nó đánh sò sắt nữa ha. Và cái thiết kế của dòng này thì đánh bass rất là uy lực. Đấy, các bác ghép những đôi loa Nhật ha. Đấy, nếu mà riêng loa Nhật không á thì các bác chơi loa bass 30 là thoải mái ha. Tuy là nó đề có 90W thôi.
mà loa Nhật các bác chơi loa 30 thoải mái ha. Còn loa Trung Quốc thì em xin thua. Còn loa Nhật thì các bác chơi loa 30 là vô tư. Đấy, vô lâm đây. Rồi, và em sẽ quay phía trên đây. Đấy, nói chung thì rất là mới rồi. Nắp lưng đẹp tuyệt vời ha. Và đây là bên trong nội thất đây. Đấy, các bác cùng xem bên trong ha. Một dòng âm ly Victor rất là cổ rồi các bác ạ. Đây các bác nhìn những con tụ màu xám này. Đấy, những con tụ này rất là cổ rồi ha. Thiết kế này. Đấy, dòng âm ly cổ rồi. Victor thì các bác có thể biết chất âm rồi. Rất là mộc mạc các bác ạ. Đấy, nói chung là chơi Bolero ha. Thì các bác chơi Victor nó vừa rẻ mà chất tiếng thì không thua gì những con Pioneer. Đấy, rất là mộc mạc ha, rất là chi tiết. Rồi, và các bác cùng xem đây là sò đây. Con này nó chạy sò rất là giá trị các bác ạ. Đấy, nó chạy 4 con sò Hitachi ha. Đây, sò Hitachi các bác này. 4 con. Đấy, con này cũng vậy ha, cũng là chạy 4 sò sắt Hitachi. Đấy, sò này thì rất là giá trị luôn các bác. Chất tiếng cực kỳ hay ha. Rồi, và đây là phía sau nội thất của âm ly đây. Đây, các bác cùng xem cả hai con ha. Đấy, rất là tuyệt vời ha. Rồi, và đây là cái thông số này các bác này. Victor ZS5 điện 100V ha. Công suất là 90W này các bác này. Đấy, made in Japan ha. Đây, con này cũng vậy. Đấy, made in Japan các bác này. Công suất là 90W. Rồi, em có xin báo giá với các bác luôn. Victor S5. Một dòng sò sắt ha. Đánh rất là hay. Rồi, em có xin báo giá với các bác là Victor S5 thì là 3.400.000 một con, em bao ship ha. 3.400.000 đồng một con là em bao ship toàn quốc này các bác này. Đấy. Rồi, và cuối cùng là hai con âm ly Technic V7. Đây các bác cùng xem thương hiệu Technic V7 ha. Đấy, nói đến Technic thì các bác liên tưởng tới những đôi loa Nga. Đấy, nói chung là đánh những đôi loa Nga rất là hợp các bác ạ. S90D ha, các bác ghép vô đánh cực kỳ là hợp luôn. Đấy, nó cho ra chất âm thì cực kỳ hay. Rồi, và dòng này thì các bác cùng xem đây, bát chép ba lăng lô nét đây các bác này, lô nét đây ha. Và đánh được AB cộng B. Đấy, nó ghi trên đây các bác này. Đấy, chuyển cân ha. AB cộng B đây. Đấy, ba lăng lô nét. Volume đây các bác này. Và con này nó chạy New Class A ha. Đấy. Đây các bác cùng xem hai con tận đất về nó đẹp như mới luôn các bác này. Đấy. Rất là mới các bác ha. Đấy, tất cả là riêng nguyên bản luôn. Rồi, vẽ sẽ mở bên trong cho các bác cùng xem đây. Đấy, nắp lưng cũng đẹp tuyệt vời các bác ạ. Đấy, tất cả những con âm ly này thì em đã test rồi ha. Cho nên là các bác cứ yên tâm, mua về chỉ việc xài thôi các bác ạ. Đây, bên trong đây. Ví mặt này các bác cùng xem này. Đấy, ví mặt còn cực kỳ đẹp luôn. Đấy, ví mặt cũng có made in Japan này các bác này. Đấy, rất là đẹp ha. Hai tụ lọc này và một cái nguồn đây các bác này. Đấy. Rồi, và đây là phía sau. Phía sau của âm ly đây, các bác cùng xem đây. Đấy, những đường vô đây ha. Và thông số đây các bác này, điện 100V, công suất là 140W ha. Made in Japan đây. Đấy, còn cái trở kháng thì bên này các bác ghép loa các bác lưu ý giúp em ha. Là trở kháng nó có nút gạt. Gạt lên là 4-6 ohm. Gạt xuống là 8-16 ohm ha. Đây các bác gắn loa các bác chú ý giúp em ha, cái số ohm của loa và cái cần gạt này ha, cho nó đúng ohm. Đây, con thứ hai ở dưới đây. Đây cũng đẹp tuyệt vời ha. Rồi, và em cũng xin báo giá với các bác luôn. Technic V7 thì rất là hợp loa Nga. Và các bác chơi loa Nhật thì cũng rất là hợp luôn. Đấy, bát 30 trở về là đánh rất là căng ha. Rồi, em cũng xin báo giá với các bác luôn. Technic V7 thì là 3.000.000 đồng một con ha. Em bao ship toàn quốc. Đấy, giá là 3.000.000 đồng một con. Em bao ship ha. Rồi, bác nào mà quan tâm thì alo cho em nhé. Đây, em chỉ xài một số điện thoại duy nhất thôi. Và một kênh YouTube ha. Tuấn Vũ Audio Kiên Giang 0981 384842. Rồi, em có xin chào các bác nhé.